Ủa, có ba. Chuyện gì mà ba mẹ con cười vui quá vậy? Đâu có gì đâu anh. Ủa, có chuyện gì mà ba không biết được hay sao? Đâu có gì đâu, ba mẹ con đang kể chuyện vui thôi mà. Dạ đúng rồi. Chuyện gì vậy con? Ba ơi, tiện con buồn ngủ quá. Con thưa mẹ, con thưa ba đi ngủ. Bye bye mẹ. À, còn con á, con lên phòng lấy đồ cái nha ba mẹ. Mẹ kêu em vô phòng để thêu cái bông cho xong. Em vô với mẹ. À, dạo này em với mẹ có vẻ thân thiết quá ha. Em với mẹ thân thì tốt đúng không anh? Ờ, cũng tốt. Dạ. Vậy em đi vô với mẹ. Ủa, em nói dẫn mọi người đi nghỉ dưỡng mà, sao lại tới đây? Ừ, hôm nay con có một bất ngờ cho gia đình mình. Con mua miếng đất này là để làm khu nghỉ dưỡng tương lai cho nhà mình đó. Hả? Mẹ thấy không? Cây cối ở đây là tùm xanh tươi, không khí thì rất là trong lành. Đặc biệt, em dành cho anh một mảnh đất. Anh thích trồng gì thì tùy thích. Đây là món quà sinh nhật mà em tặng anh. Em vừa ký xong tên mảnh đất này. Hy vọng là anh sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực. Mà anh á, đừng bỏ bằng kỹ sư nông nghiệp này, mẹ sẽ buồn đó. Mẹ đã bỏ biết bao nhiêu thời gian công sức để cho anh học từng đó năm thì anh phải cố lên. Dạ, đúng rồi đó ba. Ba biến khu này thành khu nghỉ dưỡng của mình đi ba. Nghỉ Tết hay nghỉ hè hả? Còn rủ mấy đứa bạn trong lớp con lên đây chơi cho đã. Ba, bây giờ con với Tú biết nấu ăn rồi. Có gì ba cứ yên tâm trên này đi. Con với Tú ở nhà nè, sẽ nấu ăn và phụ ba làm hết công việc nhà luôn. Anh thấy chưa, bỏ tụi nhỏ là tụi nó tự lớn lên hà. Mọi việc gia đình tụi em lo hết rồi, anh yên tâm. Mẹ, mẹ thấy sao, ổn không mẹ? Từ trước đến giờ mẹ cứ nghĩ con là đứa con dâu vô tâm, nhưng không ngờ con lại sâu sắc như rửa. Cái việc đầu tiên là con lo cho mẹ, việc thứ hai là con biết nghĩ đến chồng con. Con á, đúng là người phụ nữ, việc nhà việc ngoài con đều đảm đương hết. Mẹ, mẹ hiểu lầm con.